đây mày ra. Sâm này các bạn, hái quá trời sâm luôn. Đu đủ này. Chuối này. Ôi, cái cốc này không có cháy nào hết. Thứ cây, nhà này có thứ cây không? Nhà thứ cây đi, mặt đi quay cái vườn này. Này, thứ gì cơ? Lá lót quá trời, lá lót luôn. Hồi này ỏi không có thế nào, à, có một trái ỏi. Ừ, lỡ rồi, hái đi. Đi hái. Hái để đây chịu con cáo mà. Cây xoài này phải cắt bớt lá quá. Thả xuống đây nè, kêu thả thứ bên đây nè. Thả xuống. Đấy, bông, sầu đâu. Bông này bông gì quên rồi, ta phải sầu đâu không? Xả nè. Thả chứ cho nó ngậm nước đi. Bưởi mình trồng từ hôm Tết giờ. Chiến trắng. Ha, có được 2 trái bưởi. Này hết cốc. Thu lu nè.
lọc ra, lọc lâu đi. Này, anh ăn không? Anh ăn cho mập à? À, cảm ơn con. Chạy đồ lâu nè. Thấy không, tụi tan bể à, tan khổng lồ to ghê không, thôi dính tay này à, anh ai có muốn dính tay không? Này cậu đang ba đập bể rồi nhưng mà tan to cũng khiếp, tan to ghê không? Tan to mà không gắn được. Ừ. Giờ sẽ bỏ cái tan bể một xíu là tan to bỏ quá, đó, không vô được. Cái gì đây? Khô không rồi? Thì nó lấy một chai thôi, còn những người chặt củi lên. Ừ, một chai đó. Chai lâu nguyên bó vậy. Chai nguyên củi. Một chai đó là cỡ mà đá. Đấy, chúng ta sẽ nổi lửa lên. Ướt mình đủ khô luôn mà đó. Có miếng dầu đổ vô. Đây nè, làm viên đi. Đây làm viên đi. Viên nữa kìa. Viên nữa. Đây là xích ra đi. Ba chiếc than một chiếc như đây đủ luôn nè. Là như nhà còn than nữa đúng không? Này mà có dầu hôi đổ không phát là xong nhanh. Rồi, đổ. Tàn thì đốt cái đó nó lâu tàn độc quá. Đốt nhà cháy rồi mà đốt đi lông này. Đốt đi lông này, cái nó này cháy hết mà. Cháy rồi mới nướng mà rồi. Nó nhiều 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 xuống. Nó đi chung chung. Nó ra rồi, lấy cái quạt hết ra rồi. Lù có cây này hả? Có cây nào nữa không? Không có. Tìm đi, thuốc dưới kia. Thuốc dưới kia quá trời. Vì cuối vượng hả? Vẫn mở, vẫn nữa là cháy được. Cháy được kìa. Yeah.
mái đi. Thấy trời mát hay rau hay đồ đủ thứ. Trời mát rồi cháy luôn. Ừ, cháy rồi. Cháy nhiều một xíu à. Khói quá, nở qua đây. Không có đâu khói đâu. Hôm nay ngồi nó đâu có một ngày khói. Mang về bỏ đu lạnh chứ để làm gì. Chắc chết hết rồi. Ca. Đi ba. Ba ba chưa chưa. Chưa, nãy giờ nó cháy lần than mới nóng rồi. Đây, đỡ luôn. Ừ. Nhìn đi, hồi giấc rồi, bay bay rồi, bay với chúng bạn luôn. Sao thì cài đi vô đi chứ, tự cài đi dễ mà. Thì đang nhập vô, bắt quạt vô. Nhập điện thoại vô. Nó hỏi cái gì làm cái đó, làm đúng đó rồi. Tiếng Việt hết, mình phải làm cho quen. Trời ơi, ghê chưa, cháy nè. Còn lắc quá. Trời ơi, cháy được ra kìa. Dạ, hả nó quẹt nè, giỏi quá. Lăng, lăng, đây, cháy nè các bạn. À. Thấy dây chừng ngay mình trồng ngay không? Nên quét trời lên. Một trái, Hana. Hana ơi à. Không mưa đâu. Chạy nó.
Chạy nó mê gì đâu mưa là tính. Ừ, có trái dừa. À, nó nhìn trái dừa bên kia. Mơ, nhìn vô đi. Không mưa đâu. Chuyển chuyển như mưa đâu. Khi nào nó mưa rồi tính. Thấy hái vui không? Mỗi lần hái một trái để đây. Chín rồi hả? Nướng đi. Như thế làm than này cũng cháy gì mới dần. Ghế nó bị lủng còn ghế nó bị che đó, che cho đừng có bị gió. Mới coi rồi chứ mới có tái tái à. Đó, che gió lại hả? Che gió mà. Thank you.
cú à. Con gà là màu tai mái, con cua màu đỏ. Con có đấm đâu. Con gà hả? Con cao vậy. Màu là màu. Cái cành mày ra. Ba ba ổng thế đó. Con đang, đang lấy ra con, nóng nóng nóng. Chờ xíu, chờ xíu. Ba ổng cho con. Ba ổng cho con đi. Nó khóc chứ bự nó không gấp nổi. Ôi cô đẹp bỏ quá à. Rồi, mập đứng im, mập đứng im nha. Có con, một con bọ lên đầu. Cái này có gì hả Na? Con bọ. Con bọ gì? Bọ có thể khóc không? Ladybug. Ladybug con. Ladybug. Dạ. Ladybug. Con bọ đâu? Rồi, mập chung rồi. Đây chả quơ quơ đây nè. Ủa, có ngay ngay có ngọt. Đó, có để nước để gì vô không? Lắp lên. Để muối vô thôi. Không, muối vô xào xào thôi. Lấy cái muối tôm thì rang lên hả? Đúng rồi. Chánh lên. Để cho cậu đi cho mình. Con ngay ngọt. Con chánh ra cho mấy cậu. Con ngỡ ngài đi ra coi. Cua đi, ăn cua đi. Ngược lại. Đây đây. Ừ. Được rồi.